bố mẹ mày không dạy được mày đúng không? Mày là do tôi lấy nhầm với cái nhà chồng mất dạy thì đúng hơn đấy. Đi bộ. Ngửi đi. Này, đi mồ. Cơm đến lượt mày đây. Ngồi xuống. Bờ mày này nó ăn được ấy nhở? Ăn đi ạ. Em đang dọn dẹp ở dưới bếp. Sao mọi người ăn cơm mà không gọi em? Thì đợi mọi người ăn xong còn gì em ăn nốt thôi, chứ có cái gì đâu mà lèm ba lèm bèm. Chị làm cái trò gì đấy? Chị bị điên à? Phải, con này đang điên đấy. Ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu nay bây giờ mới phát hiện là quá bình thường rồi đấy. Cả nhà đang ăn cơm mà mày dám hất đổ mâm cơm à? Mất dạy. Bố mẹ mày không dạy được mày đúng không? Không phải tôi mất dạy, mà là do tôi lấy nhầm với cái nhà chồng mất dạy thì đúng hơn đấy. Đi mồm. Ăn nói kiểu gì đấy? Nhà chồng làm sao? Nhà tôi đối xử với cô như nào? Thế à? Các người quên thì để tôi nhắc cho các người nhớ. Ngửi đi. Ngửi xem có phải người phát gớm của cô không? Từ quần cho đến áo, từ đồ ngủ cho đến đồ lót, cô đều lấy của chị ra cô mặc. Ai cho cô tự tiện như thế hả? Tôi hết đầu rồi, tôi thấy cái gì đang phơi tôi tiện tôi mặc thôi. Có phải ăn trộm ăn cắp của chị đâu mà chị phải to mồm như thế. Nếu mà em muốn lấy thì em phải hỏi chị một câu, chị đồng ý thì em mới được lấy chứ. Sống chung một nhà với nhau sao phải hỏi, làm như người ngoài không bằng ấy. Này, nếu mà em là người ngoài ấy thì từ nãy tới giờ em bị ăn tát cho sưng mặt rồi. Thấy chị hiền chị nhịn nên lấn tới à? Tự động thái độ với khác thì phải biết ý một chút. Mặc xong thì giặt sạch sẽ đi, ai để đồ hôi dính ra như thế, hết mùi bia đến mùi mắm tôm ai mà chịu được. Thôi đống đồ này chị cúng cho em đấy, ngồi mà ngửi đi. Vâng, mẹ đợi con vào nhà lấy đồ lễ rồi con với mẹ ra mộ bố nhé. Vâng ạ. Ô, sao anh lại ăn xôi với gà của em? Mày bị điên à? Tao đói tao ăn như nào nữa? Anh có biết đây là đồ để em thắp hương cho bố em không? Em dậy từ sáng sớm để đồ xôi luộc gà để đem ra mộ bố em đấy. Ai bảo mày để ở bàn hả? Mày trách ai? Đồ bàn tao chả ăn thì sao? Em nấu xôi không để ở bàn thì để ở đâu? Mà rõ ràng đây không phải đồ ăn bình thường, là xôi là gà để thắp hương đấy. Mà kể cả nó có là đồ ăn bình thường thì anh nhìn thấy anh không biết của ai anh cũng phải hỏi chứ. Này, mày đừng có mất dạy, nghe chưa? Thắng, mày có dạy được vợ mày không? Này, đây không phải lần đầu tiên anh ăn đồ ăn của em đâu. Bao nhiêu lần rồi, lần nào thấy đồ ăn anh cũng ăn sạch không hỏi một ai cả. Thôi, anh xin em đấy, đừng có gây sự nữa. Gây sự? Anh có hiểu được sự ấm ức của em không? Đang chuẩn bị đi ra mộ bố thì thấy đồ thắp hương bị anh chồng ăn gần hết rồi. Thì cũng do em không cất cẩn thận, bây giờ trách ai? Đúng. Cẩn thận? Như thế nào gọi là cẩn thận? Thế bây giờ chả nhẽ đồ nấu xong em phải cất vào tủ quần áo cho cẩn thận à? Thì thôi, bây giờ em ra ngoài mua cái khác thắp hương cho bố. Còn đồ ăn thì anh Cường anh cũng ăn xong rồi, nói cái gì nữa? Có cái gì nghiêm trọng đâu mà. Anh, cảm ơn nhé. Gà ngon đấy, không thiếu nước chấm. Sao tài khoản lại bị chú hết sạch tiền thế này? Ôi trời, không phải thế này chứ. Anh Thắng, anh rút hết tiền trong sổ tiết kiệm nào? Anh rút ra để anh thanh toán tiền cọc ô tô ấy mà. Em xem anh chọn được chưa? Đẹp không? Ô tô? Tự nhiên anh mua ô tô làm gì? Thì hôm trước đi học lớp em không thấy à? Ở lớp bây giờ đứa nào cũng có ô tô, nên là anh quyết định là phải mua bằng được để anh còn bằng bạn bằng bè chứ. Sắp tới đi học lớp để vênh mặt với chúng nó chứ em. Anh có biết đấy là tiền tiết kiệm để cho kế hoạch sinh con của vợ chồng mình không? Vậy mà anh lấy hết ra để mua ô tô chỉ để xin diện với bạn bè thôi à? Anh lại còn tự ý mua mà không hỏi ý kiến hay là bàn bạc gì với em luôn hả? Thì lùi kế hoạch sinh con lại được chứ sao? Mà cái thằng này là trụ cột trong gia đình, làm cái gì để tự quyết chứ sao phải hỏi ai? Anh đi làm, tháng được có 5 triệu thì anh đốt hết vào nhậu nhẹt. Từ khi lấy anh, một mình em phải gánh vác kinh tế của gia đình. Bây giờ đến tiền để đẻ con anh cũng động vào, thì em không còn gì để nói với anh nữa rồi.
Cô nói xong rồi đúng không? Thế thì bây giờ tôi ra showroom tôi nhận xe. Anh đứng lại. Mày về làm dâu ấy thì vài ba cái chuyện vặt vãnh ấy mày biết chấp nhận, mày ca tán cái nỗi gì? Có mấy cái chuyện vặt cũng để ý ấy, đúng là không chịu được. Vặt vãnh à? Được rồi, để tôi cho các người xem đây có phải chuyện vặt vãnh không. Đứng im đấy, tôi sẽ tính sổ với từng người một trong cái nhà này. Cái gì đấy? Anh Cường, anh chồng của tôi, người đàn ông ăn trực mặt dày nhất mà tôi biết. Từ đồ thắp hương cho đến đồ mẹ tôi gửi hay là đồ tôi mua để dự trữ trong tủ lạnh, anh đều ăn sạch không sót một miếng nào. Anh ăn nhiều như thế nhưng mà một xu tiền ăn anh cũng không đóng cho tôi. Tiền xôi gà thắp hương cho bố tôi 500.000. Tiền đồ ăn mẹ tôi gửi lên toàn hải sản đắt tiền, bào ngư tổ yến 20 triệu. Tiền thuốc bổ anh uống trộm của tôi 10 triệu. Tiền ăn mỗi tháng là 3 triệu, 12 tháng là 36 triệu, tổng là 66.500.000 đồng. Số tiền này tỷ lệ thuận với độ dài mõm nhôm không đáy của anh đấy. Này, anh em tôi không phải là học sinh mà ngồi đây để nghe chị kể chuyện nhá. Im mồm, đồm đến lượt mày đây, ngồi xuống. Tiền quần áo mượn không trả 10 triệu. Tiền đi giặt quần áo bẩn mà mày lấy mặc 5 triệu. Tiền mua mỹ phẩm ké khi đi shopping với chị 10 triệu. Tiền vay đi du lịch với bạn trai 20 triệu. Tổng là 45 triệu đồng. Số tiền này tỷ lệ thuận với sự trơ trẽn mặt dày của em đấy, em chồng ạ. Thôi, em đừng có nói nữa. Em nhất định là phải làm loạn cả cái nhà lên như thế à? Đến giờ đến lượt anh đây. Anh là thằng chồng ăn hại, vô dụng và tệ bạc nhất từ trước đến nay mà tôi biết. Số tiền mà anh nợ tôi nhiều nhất trong cái nhà này đấy. Giỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Tiền anh vay để trả nợ thua cờ bạc 200 triệu. Tiền vay để mở quán cà phê với ba 500 triệu. Tiền tiết kiệm lấy trộm của tôi để mua xe 200 triệu. Tiền đền bù tổn thất vật chất và tinh thần trong suốt một năm lấy anh 200 triệu. Tổng là 1 tỷ 1. Trong suốt một năm lấy anh chỉ có vay tôi thêm chứ không hề trả tôi một xu nào cả. Đúng là con điên. Mày thích ấy thì cứ tha hồ mà tính. Anh em tao cóc có tiền trả. Đúng rồi đấy. Dù gì thì mình cũng là vợ chồng với nhau, tiền thì cũng là tiền chung mà em. Ai vợ chồng với anh? Tôi đã nộp đơn phương ly hôn ra tòa rồi. Từ ngày hôm nay tôi xin từ chức làm vợ của anh. Công việc này đòi hỏi cao quá, tôi không đủ trình để đảm nhiệm được. Và các người cũng đừng mong các người quỳ được tiền của tôi. Tôi cho các người thời hạn 1 năm để trả hết số nợ này cho tôi. Nếu không tôi sẽ kiện các người ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản. Số tiền từ 2 triệu trở lên đủ để truy tố hình sự rồi đấy. Chào thân ái và quyết thắng cái gia đình hãm tài này. Nhớ trả nợ cho đúng hẹn. Anh bảo, sắp tới anh định dẫn mẹ lên ở chung với vợ chồng mình. Em thấy thế nào? Mẹ đang ở dưới quê mà anh. Sao tự nhiên anh lại đưa mẹ lên thành phố làm cái gì? Cho nó chật chội, xô bồ ra. Thì mẹ lên, mẹ cũng chỉ ở nhà. Mẹ có đi đâu mà sợ. Với cả mẹ cũng có tuổi rồi. Ở quê một mình, anh không an tâm. Thôi được rồi, mẹ anh thì cũng là mẹ của em mà. Em sẽ chăm sóc mẹ thật là chu đáo như mẹ đẻ của em vậy. Thôi, anh ăn đi. Thật
Mẹ, con chào mẹ. Vợ ơi, anh đi làm luôn đây. Ba sao? Hai mẹ con ở nhà nhé. Bạn kia, được rồi. Nhưng mà con ơi, hôm nay mẹ đau đầu chóng mặt lắm. Này, con trai của bà đi rồi ấy, không có ai ở đây để nghe bà kể khổ đâu. Đi vào trong kêu dọn nhà vệ sinh đi. Tôi để nửa tháng nay để chờ bà đấy. Này, tôi nói cho bà biết nhé, bà muốn ăn không ngồi rồi ở cái nhà này ấy, không được với tôi bữa nào đâu. Bà mà không làm ấy thì đừng có mà mong bước cái gì vào mồm nhá. Nhưng mà con ơi, đây là nhà của con trai mẹ mà. Bà đang cãi tôi đấy à? Bà có muốn tôi với bà thành kẻ thù ấy, để con trai của bà phải đứng giữa giảng hòa không? Hay là bà muốn cái cuộc sống hôn nhân này tan nát thì bà mới vừa lòng hả? Không không, mẹ không có ý đó. Được rồi, mẹ sẽ làm. Bây giờ con muốn mẹ làm cái gì, mẹ chấp nhận mẹ làm. Nhưng mà mẹ xin con đừng làm khổ con trai mẹ. Ngay từ đầu biết điều thế có phải nhanh không? Đi vào dọn nhà vệ sinh đi. Nhanh. Mẹ giám đốc như thế nào? Hóa ra cũng chỉ là một bà già quê mùa, ngu dốt. Anh chị vào đây. Ôi giời, ghê nhờ. Cái sofa ghế to thế. Ui, êm thế nhờ. Chắc là tiện lắm đấy anh nhờ. Thích thật đấy. Có cái ghế thôi mà hai anh chị làm như cái gì to tát lắm ấy. Nhưng mà xịn mà. Này bà kia, con thảo quả xong chưa đấy? Mẹ đang làm đây con ơi. Ôi giời ơi, lại làm rơi cái gì đây? Giúp việc nhà em đấy à? Bà mẹ chồng em đấy chị ạ. Thôi hai người ngồi chơi đi, để em vào xem thế nào. Anh thấy không? Thế em lái của anh chưa? Nhà thì to vật vã, xe ô tô thì có để đi lại rồi, chả bù cho anh được. Giời ơi, chồng có là giám đốc, đọ thế đất nào được mà đọ. Nhà to thật đấy, để bao giờ vợ chồng mình có một cái nhà như thế này. Sáng lõi hết cả mắt. Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, đĩa hoa quả là đĩa này cơ mà. Có thế mà bà không nhớ được à? Mẹ xin lỗi con, tại mẹ không nhớ, thôi rồi để mẹ làm lại. Này, sống cho hạnh phúc. Giàu có này chắc gì là hạnh phúc của chồng mày. Không biết là có hạnh phúc hay không, nhưng kiểu gì cũng có trò vui mà xem rồi đó. Đến mệt mỏi với cái bà già chân đất mắt toét này. Có mỗi cái việc quẩn con thôi em dặn bao nhiêu lần rồi cũng không nhớ được. Chào các cháu. À vâng. Dạ vâng, chào các bác ạ. Bữa cho cháu ăn hoa quả. Cháu ơi, nhà cháu xin. Ăn đi vợ. Giỏi mình đi. Còn đứng đấy à? Xong việc rồi thì vào làm tiếp đi, để tôi vào tiếp khách. Con ơi, mẹ làm hết rồi con ạ. Xong rồi ấy, thì vào dọn cho tôi cái tủ quần áo nhé. Không có việc gì ấy, thì cũng cấm mà được ngủ, thấy chưa? Nhà này là không nuôi người dỗ việc bao giờ nhá. Em ơi, hoa quả đắt tiền gì mà chua đấy. Bà mẹ chồng em mua đấy chị ạ. Từ dưới quê lên có biết cái gì đâu. Bà ấy đang ở dưới quê, bà lên đây làm gì? Tất cả là tại cái thằng chồng em đấy. Đang yên đang lành tự dưng lại đưa bà ấy lên đây. Bà lại còn định cho ở hẳn cơ. Em ơi, này chị bảo, không phải chuyện của nhà chị đâu, nhưng chị thấy chẳng ổn gì cả. Nhưng mà tự dưng nhá, em đưa một bà mẹ chồng lên đây thêm một cái miệng ăn, hơi dở hơi không? Tốn tiền tốn của ra. À, chị thấy đời thuở nhà ai mẹ chồng lại thương con dâu bao giờ đâu hả em? Thì em cũng có vui sướng gì đâu. Nhưng mà bây giờ lão chồng em không muốn như thế thì làm sao mà em cản được. Thì em cứ từ từ nghe chị dâu mách nước cho.
Chị thấy như thế này này, bà mẹ chồng em kể ra cũng quê mùa, không biết cái quái gì đâu. Hù dọa một tí là về quê luôn. Chị có cách gì à? Ừ, chỉ em phát. Đấy, anh đi. Quá đẹp. Lau cho nó sạch vào. Bẩn. Tôi bắt bà liếm đấy. Gì mà vui thế? Em với mẹ đang nói về chuyện đi chợ anh ạ. Mà anh khuyên mẹ lần sau đừng có đi chợ nữa. Mẹ già rồi, xách nhiều đồ là dễ bị đau lưng lắm đấy. Mẹ ơi, con dâu đảm đang quá, mẹ không vui à? Mẹ. Mẹ sao này? Má mẹ sao đỏ hết này? Mẹ bệnh tuổi già mà con, đau lưng là chuyện bình thường. Mẹ vừa mới đi chợ về cho nên là bị say nắng đấy anh ạ. Thôi, để em đưa mẹ vào phòng. Ừ, em giúp anh với. Mẹ đi cẩn thận. Vâng ạ. Bịt cái mồm cho nó chặt vào. Bà đừng để tôi với con trai bà phải cãi nhau nhá. Bà mà hé răng ra nửa lời ấy, đừng có mà trách tôi. Bà có biết là bà làm hỏng hết cái bộ váy tôi mới mua không? Tôi phải nài nỉ mãi thằng con trai bà mới mua lại cho tôi bộ mới đấy. Thế con ơi, thế vậy mẹ, mẹ bảo thằng Toàn mua cho con bộ khác nhé. Con cho mẹ ngủ đi, mẹ đứng lâu, đau chân quá. Không, đứng yên đấy cho tôi. À, bà muốn ngồi đúng không? Được. Hốc hết cái đống xương này đi, rồi tôi cho bà ngồi. Không dùng đũa. Nhanh, đừng để mà khóc à. Sao? Nếu mà không chịu được khổ ấy thì cút về quê. Sao bà cứ ăn bám ở nhà tôi mãi thế? Hả? Ơi. Anh về rồi bà ơi. Lầu ngay nước mắt đi. Em làm gì mà không ra mở cửa cho anh vậy? Em với mẹ đang mải nói chuyện cho nên là em không để ý. Thế à? Mà sao bác mẹ nhiều xương thế? À, mẹ thích ăn xương thì cho nên là mẹ thích ăn con ạ. Mẹ già rồi mà vẫn thích ăn xương cơ ạ. À thôi, chắc mẹ mệt rồi đúng không? Mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đi, để lát con dọn dẹp cho mẹ nhá. Nhà con nói đúng đó mẹ. Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Chồng đi làm có mệt không? Có xuống em xem nào. Gần đây, anh thấy em chăm sóc mẹ anh cũng vất vả. Anh cảm thấy anh náy quá. Có gì đâu mà vất vả. Em cũng chỉ mong mẹ yêu quý em hơn thôi. Ngày mai, anh định mời vợ chồng anh chị em sang nhà mình ăn cơm. Coi như để chàng rể này, cảm ơn anh chị một lần. Sao tự dưng anh lại khách sáo với nhà em thế? Là để anh cảm ơn gia đình nhà em đã sinh ra một cô thiên thần như em đấy.
Thôi, chắc anh đi làm cũng mệt rồi. Anh vào thay quần áo đi, ra ăn cơm nhá. Ừ. Thôi anh vào tắm trước đây. Alo, chị Thu à? Ngày mai vợ chồng chị lên ăn cơm với nhà em nhá. Chẳng hiểu sao thằng chồng em nó lại mời nhà mình lên ăn cơm nữa. Khách sáo thế không biết. Chắc là yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tấm chi họ hàng đấy. Thế nhá, mai lên nhá. Rồi. Nhà to đẹp thế này, ở hai vợ chồng nó rộng rãi lắm nhỉ. Anh chị ăn tặng hoa quả. Ừ. Mẹ em đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp rồi. Ừ. À, hay là để em vào em giúp mẹ một tay nhá. Chứ để mẹ làm một mình em cũng không đỡ ấy. Phải rồi em ạ. Mày này sướng lắm đấy nhá. Có mẹ vừa hiền, chiều như thế. Thôi, anh chị với vợ cứ ngồi chơi. Để em vào giúp mẹ một tay được rồi. Ừ. Đấy, nhìn bé xinh, hiền lành tốt tính như thế. Này, tình hình sao rồi? Anh chị em ăn cái gì thế này? Rau gì đấy? Anh chị ăn đi, ăn rau rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà nó hơi kiểu mùi thiêu em ạ. Sao anh lại cho mọi người ăn cái thứ ghê như thế này? Trời ơi, bình tĩnh, món ngon vẫn còn. Mẹ ơi, mẹ mang món đặc biệt ra đi ạ. Thôi không ăn được, bỏ đi, còn nhiều món cả. Này, anh với mẹ anh định làm cái gì đấy? Định bắt chúng tôi làm xương chó à? Theo như lời cô, đây không phải món ăn yêu thích của mẹ tôi sao? Sao cô không thử nếm vị của nó đi? Thế chuyện gì đấy chú? Thôi, các người không phải giả ngu nữa. Chính cô đã bắt mẹ tôi làm xương chó ấy. Cô đối xử với mẹ tôi không ra gì. Bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra đàng hoàng, chu đáo. Loại con dâu như thế này, anh chị thử chấm xem được bao nhiêu điểm. Này, là bà nói đúng không? À, bà muốn ngồi đúng không? Được. Hốc hết cái đống xương này đi, rồi tôi cho bà ngồi. Không dùng đũa. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe những lời dối trá bẩn thỉu của cô. Cô giỏi thật đấy. Thảo nào, mẹ tôi sợ cô hơn sợ quỷ. Tôi hỏi mãi mới ra thì mới biết đây là âm mưu của anh chị đấy. Anh chị biết gì đâu. Thì mọi người ở lại ăn cơm vui vẻ, anh chị xin phép. Anh chị bình tĩnh. Anh chị đi đâu mà vội thế? Bởi vì ngày mai chúng ta cũng không gặp nhau nữa đâu. Chồng ơi, em xin lỗi. Em chỉ lỡ sai thôi, chứ em không cố ý đâu. Cô, ở với tôi có đối xử tệ bạc với cô bao giờ không? Mà cô đối xử với mẹ tôi không bằng con người hả? Hả? Em xin lỗi mẹ nó đi, không ra ngoài đường nữa rồi đấy. Mẹ ơi, bây giờ chúng con đang tức, hay là mẹ nói hộ con một câu mẹ nhé. Thôi thôi, tôi sợ cô lắm rồi. Đủ rồi. Ngay ngày mai tôi sẽ gọi luật sư và làm đơn ly hôn cho chúng ta. Cô liệu mà sắp xếp đồ đạc, tôi cút ra khỏi đây. Thôi anh ơi, em xin anh đấy. Bây giờ anh mà đuổi em đi ấy, làm sao mà em sống được? Được. Không có đi đúng không? Thì ăn đi. Ăn đi. May ra tôi còn xem xét lại đấy. Này, không phải là cậu có tiền mà cậu muốn nói gì cũng được, còn tôi cũng được không nhá. Em gái tôi không phải là chó để mà ăn xương như này.
Nếu em anh không ăn được thì anh ăn hộ cô đấy đấy. Này, không ăn được thì xin mời. Đi về. Bất hiếu, bất hiếu. Bà buông ra. Bà có làm sao không? Áo của cháu ạ. Cháu nói thật, cháu phải cho bác nghỉ việc thôi ạ. Từ ngày bác đến đây, bác chẳng làm được cái gì cả. Còn toàn phải theo bác ấy để dọn những bãi chiến trường này thôi. Bố ơi, bố ăn nhiều cho nó khỏe ạ. Được rồi, đừng gắp nhiều cho bố nữa. Các con còn trẻ ăn nhiều vào, bố già rồi ăn được bao nhiêu. Sao bố nói như thế? Bố phải ăn nhiều, bố phải thật khỏe thì chúng con mới yên tâm để làm việc được chứ ạ. Ừ, con ăn đi. Nghĩa này. Dạ. Bố muốn hỏi con. Bố cứ nói đi. Bây giờ mẹ con về, con có chấp nhận tha thứ cho bà không? Bà ấy... Sao tự dưng bố nhắc đến bà ấy làm gì? Tự dưng bố nghĩ đến bà ấy. Nhưng có chuyện gì đâu con. Một người phụ nữ ấy, mà bỏ con mình lúc còn đỏ hỏn đi theo người khác ấy, thì con không bao giờ chấp nhận. Bà ta có quay về đây, con cũng không bao giờ tha thứ và không bao giờ gọi bà ta bằng mẹ đâu. À. Hay là bà ta liên lạc gì với bố à? Bà vẫn bật vô âm tín, bố có biết gì đâu. Thôi, kệ bà ta đi, không phải nhắc đến nữa. Bố ăn cơm đi. Ừ, con ăn đi. Bác vào đây. Sáng nay bố đi tập thể dục, bố thấy bác ấy ngồi ở đầu đường để chờ việc. À, bác không có nơi nương tựa, bố thuê bác về đây để giúp việc, giúp đỡ con, cho con đỡ vất vả. Bên này, bà này, đây là con dâu tôi. Cháu rất ngoan ngoãn và hiền lành, tốt tính mọi người lắm. Chào, chào cháu. Chào bác ạ. Bác ngồi ghế đi bác. Thôi được rồi, cảm ơn cháu. Vâng. Bố ơi, nhà mình cũng đâu có nhiều việc đâu mà phải thuê giúp việc ở bố. Bố thấy con bận túi bụi, việc cơ quan này, về nhà này, cơm nước này. Bố thuê bà về đây để giúp đỡ con cho con đỡ vất vả. Mà con cứ yên tâm đi, công của bà ấy. Bố lấy lương hưu của bố trả công cho bà ấy, bố không bắt hai con trả lương cho bà ấy đâu. Không, ý con không phải như thế ạ. À, thôi, cứ như thế nhá. À, lát nữa con bày cho bác ấy cách làm việc của bác ấy. Còn cái công nghệ mới này thì chắc là bác ấy chưa quen đâu. Vâng ạ. Ô, anh. Chào bố ạ. À, con về đấy à? Bác là... À, bác ấy là người giúp việc mới của nhà mình đấy. Bác ấy tên là An, còn đây là con trai tôi. Chào, chào cậu. Hóa ra cậu là con trai của ông ấy à? Dạ vâng ạ. Thì thôi, bác đây nhá. Con vào phòng nghỉ đây bố ạ. Con trai tôi nó trầm tính lắm bác ạ. Ít nói, nhưng tốt tính lắm. Nhiều đâu ạ. Bác chỉ cần học cách sử dụng các máy móc là được. Bác sẽ dẫn bác đi. Vâng ạ. Mời cả nhà ăn ngon miệng. Bác ngồi xuống đây, ăn cơm cùng gia đình chúng tôi. Thôi, tôi xin phép, tôi chỉ là người giúp việc. Thế giúp việc không phải là người à? Không ăn cơm cứ nhịn được à? Mà tôi đang ăn có người đứng, tôi không quen đâu. Bố cháu nói đúng đấy ạ. Bác cứ ngồi ăn cơm với cả nhà cho vui ạ. Bố cháu với vợ cháu nói thế rồi thì bác ngồi xuống ăn cơm đi ạ. À.
Cháu còn trẻ, ăn nhiều vào cho nó có sức. Dạ, bác cứ ăn đi ạ. Phải ăn nhiều thịt thì mới có sức cháu ạ. Dạ, cháu gấp được mà, bác cứ kệ cháu, bác ăn đi ạ. Bác già rồi, ăn được bao nhiêu lắm đâu. Bác đây, bác làm gì mà sao nhà đầy nước với cả đổ vào lọ hoa của cháu thế bác? Bác đang lau nhà, bất cẩn quá trượt chân nên va phải cái lọ hoa. May mà nó không vỡ, nước nó lênh láng ra nhà chứ để bác dọn. Bác ơi, áo của cháu ạ. Bác không biết. Bác thấy ở dưới nền nhà, bác tưởng là áo bỏ để lau nhà. Bác ơi, cháu nói thật, chắc có lẽ cháu phải cho bác nghỉ việc thôi bác ạ. Từ ngày bác đến đây, bác chẳng làm được cái gì cả. Bác nấu cơm thì bị cháy, quần áo có màu lẫn quần áo trắng bác giặt chung với nhau, ngay cả đến nồi cơm điện hay là máy giặt bác cũng đều làm hỏng. Cháu nói thật, cháu phải cho bác nghỉ việc thôi ạ. Tôi... Có chuyện gì bố... mà to tiếng thế hả con? Đấy, bố thấy xem, đổ hết cả ra nhà, làm việc gì cũng hỏng. Từ ngày bác ấy đến đây, con bác ấy chả làm được cái gì cả, con toàn phải theo bác ấy để dọn những bãi chiến trường ấy thôi. Bà vào phòng dọn giúp tôi đi. Vâng. Bác ấy già rồi con ạ. Bác chưa quen với thiết kế hiện đại. Rồi bác ấy quen thôi mà. Mà này, từ giờ có chuyện gì thì cứ nói cho bố biết nhé. Đừng nổi bài đi. Dạ vâng ạ. Giải quyết của nó không được. Nhìn thằng Nghĩa tôi không thể nào chịu được. Thôi đừng khóc nữa, bà cứ nín đi. Bố, bố làm cái gì thế hả? Con... từ trước đến nay con luôn tôn trọng con người và nhân cách của bố. Thế mà hôm nay bố đang làm cái trò gì trong nhà đấy hả? Bố... còn bà nữa, già rồi không biết giữ nhân cách của mình, còn đi gian díu cặp kè với người khác à? Nghĩa, không phải. Không phải cái gì nữa? Bà không có quyền lên tiếng trong cái nhà này. Bà cút khỏi nhà tôi, từ giờ bà sẽ bị đuổi việc. Nghĩa, con không đối xử với bà như thế. Tại sao cơ chứ? Vì bà là mẹ của con. Ông, đừng nói ông ơi. Mẹ á? Mẹ của con á? Đúng, chính bà là mẹ của con. Bà từ Mỹ về đây để tìm con trai của bà đấy. Bà đã tìm cách liên lạc với bố, nhưng bố sợ con không đồng ý. Bố nghĩ là cách cho bà vào giúp việc nhà mình, để được tiếp cận với con, được gần con trai của bà đấy. Cái gì? Mẹ xin lỗi. Mẹ đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đã bỏ con với bố con để ra đi. Là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Bà vẫn nhớ là bà đã bỏ tôi và bố tôi à? Thế tại sao bà không đi luôn đi? Bà còn quay lại đây để làm gì? Thằng Bất Hiếu. Mày Bất Hiếu. Ông ơi. Anh có sao không? Đừng làm như thế à. Bố đánh con à? Con có đau lắm không? Bà buông ra. Ai chết? Bác ơi. Bà có làm sao không? Bác ơi, bác có sao không ạ? Tôi không sao. Đừng cãi nhau nữa. Bà đừng dở cái trò mèo ở đây ra nữa. Tỉnh lại đi. Bất Hiếu kia,
Bây giờ còn nói linh tinh à? Đi ra gọi xe cấp cứu cho mẹ mày đi, mau lên! Mau lên! Cứ để cho bà nằm nghỉ nhé. Nghĩ em, bố muốn nói chuyện với con. Chuyện muốn nói với con. Bố cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nghĩa này. Dạ. Bố muốn kể cho con nghe một câu chuyện ở quê ngày xưa. Ngày xưa có anh thợ đóng cối, nhà nghèo lắm. Anh ta yêu một cô tiểu thư cùng làng, nhà cô ta rất giàu nhưng không muốn đăng hộ đối. Nàng xóm đều ra tiếng vào, nhưng với sự tình yêu bất diệt họ đã cùng nhau bỏ làng ra đi con ạ. Rồi còn ở nhà đó họ sinh được một cậu con trai rất đẹp. Tuy nghèo nhưng gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc, luôn luôn có tiếng cười, nhưng chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Đến một ngày cô tiểu thư mắc một chứng bệnh, mà bệnh này chữa thì tốn nhiều tiền lắm, nhà nghèo lấy đâu ra tiền chứ con. Thương chồng và con trai còn nhỏ, tiểu thư quyết định đi tìm cái chết. Cô biết mặt mặt dễ để làm cho chồng, khiến anh thợ nghĩ cô đã đi theo một người đàn ông khác. Và cô nghĩ rằng khi cô chết thì anh thợ đóng cối không còn luyến tiếc gì cả. Bố, anh thợ cối đấy... Đúng. Cô trách thì trách bố, đừng trách mẹ. Vì bố nghèo quá, không đủ sức để nuôi hai mẹ con. Cuộc sống này, niềm tin và thương yêu chưa đủ con ạ. Có trách thì trách bố, đừng trách mẹ con nhé. Trong lúc tự tử, được một người cứu sống, tưởng là một người tốt, nhưng khốn nạn thay, chính bọn ấy là bọn buôn người. Chúng đem bán mẹ con sang nước thứ hai. Cuộc sống của mẹ con khổ lắm. Bao nhiêu lần bà đã nghĩ đi đến cái chết. Nhưng nghĩ đến con trai của mình ở quê nhà, bà lại gượng dậy cố gắng phấn đấu tiền, cố gắng làm chắt chiu để lấy đồng tiền đem gửi về cho con nay mai. Đây, mẹ con đã kiếm được những năm tháng ở bên nước ngoài, mẹ con đưa cho bố để đưa lại cho con. Con dùng đồng tiền này để xây dựng sự nghiệp. Còn bố, bố sẽ đem bà về quê. Bố, bố không biết con còn cố chấp đến khi nào nữa. Bao giờ con hết cố chấp, con buông xuống thì con về chơi với bố mẹ nhé. Bố, từ bé đến lớn con vẫn luôn mong được có mẹ mà.